Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái dạng hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái dạng hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá. Vì thế các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái dạng hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái ngọa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng ai lấy bàn thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đứng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đứng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, thời của Chúa Giêsu hay thời Cựu Ước, dân Do Thái họ có một sự tin tưởng rất mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Và sự diễn tả đó, cái sự tin tưởng đó được diễn tả qua cái việc họ tuân phục, họ yêu mến và kể cả tin tưởng những người lãnh đạo. Và thưa cộng đoàn, chính trong bối cảnh đó thì thưa cộng đoàn, những con người mà được tin tưởng, được yêu mến đó, được trở nên lãnh đạo đó là bởi vì họ có lề luật của Thiên Chúa. Họ có sự hướng dẫn của Thiên Chúa và uy tín từ lề luật của Thiên Chúa. Nhưng mà thưa cộng đoàn, riết một thời gian thì những con người này lại lợi dụng vào cái điều đó để tạo hơn những sự uy tín khác cho mình, và kể cả dẫn đến sự lừa dối, sự giả hình. Thưa cộng đoàn, từ cái điều này cho chúng ta thứ nhất, Chúa Giêsu thì Ngài biết, Thiên Chúa biết những con người này, Chúa Giêsu đến biết những con người này. Và cái biết đó, Ngài thứ nhất, Ngài chỉ cho dân chúng. Bởi vì dân chúng vì một sự tin tưởng, vì những kiến thức giới hạn, về sự hiểu biết giới hạn, ngay cả khả năng để sống luật Chúa cũng giới hạn lắm. Cho nên họ nhìn những con người này, họ ngưỡng mộ, họ tin tưởng, mà họ không biết rằng họ đang bị đánh lừa, họ đang bị những con người này giả dối. Thiên Chúa biết điều đó, và Ngài đến để cảnh tỉnh, để dạy cho dân chúng. Thưa cộng đoàn, đó là điều thứ nhất để mời gọi cho chúng ta hôm nay. Khi chúng ta đang đối diện với muôn vàn những thắc mắc, những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta đừng quên có một Thiên Chúa biết tất cả. Mà Thiên Chúa không che giấu, nhưng mà Thiên Chúa mặc khải. Nhưng mà chúng ta nhớ ha, Chúa chỉ dạy cho những kẻ bé mọn, nghĩa là những ai đặt mình là những người bé mọn trước mặt Thiên Chúa, bằng một sự khiêm hạ, bằng một sự khao khát tìm chân lý, bằng một điều gì đó thích nghe Thiên Chúa dạy. Cho nên thưa cộng đoàn, trước thế giới hôm nay, trước những khó khăn hay cả đại dịch, mỗi chúng ta hãy nhìn xem coi, Chúa thì rất thương mình, Chúa sẽ dạy cho mình biết tất cả. Nhưng chính mình có chịu nhận biết không? Chúng ta có chịu tìm kiếm, khám phá, đón nhận những ơn của Chúa ban, để rồi chúng ta sống tốt mỗi ngày không? Cái điều thứ hai, Chúa không chỉ thương những người bị lừa, những người bị giả dối, đánh lừa, nhưng mà Chúa thương cả những người lãnh đạo trong Do Thái giáo. Ngài biết họ sai lầm, Ngài biết họ đang có những lỗi lầm, những sự giả hình. Ngài nhắc nhở họ, Ngài hướng dẫn họ và Ngài chỉ lối cho họ.
Thưa cộng đoàn, đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta đến với Thiên Chúa không chỉ ngừng lại để có những kiến thức hơn, để có những sự hiểu biết hơn, để có những thăng tiến hơn trong cuộc sống bằng việc đón nhận những hậu ân của Ngài, thì đồng thời chúng ta cũng biết rằng sự thăng tiến hơn, sự phát triển hơn còn là sự sửa dạy của Thiên Chúa, còn là sự hoán cải của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện với những khó khăn, với những chẳng hạn như dịch bệnh. Chúng ta có khám phá sự sám hối của mỗi chúng ta. Tôi cần làm gì, tôi cần phải biết cái gì để tôi sám hối, để tôi canh tân, để tôi trở về. Thưa cộng đoàn, nhiều khi chúng ta chỉ trách người này, nghi ngờ người kia, con virus nó xuất phát từ đâu, rồi người này làm như thế nào, người này chống dịch như thế kia, vân vân. Để rồi chúng ta bình luận, chúng ta tấn công, mà chúng ta quên mất chính bản thân chúng ta cần sám hối. Giống như người ta nói, mỗi người ở yên trong nhà, mỗi người tránh tiếp xúc, mỗi người tránh ra đường, nghĩa là mỗi người cùng cộng tác để cho đại dịch mau kết thúc. Thì thưa với cộng đoàn, mỗi người chúng ta biết sám hối, mỗi người chúng ta biết sửa đổi, thì thưa cộng đoàn, tình thương của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa sẽ đổ đầy trên chúng ta, trên thế giới này. Và tâm tình sau cùng mời gọi cho mỗi người chúng ta, khi mà Chúa nhắc những người lãnh đạo trong Do Thái giáo, anh sống giả hình, anh sống giả dối, cái sống đó không chỉ làm hại anh mà kể cả những người khác nữa. Và Chúa nhấn mạnh đến cái trách nhiệm đó. Thưa cộng đoàn, đây là điều mời gọi cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đang đối diện với, chẳng hạn như ngày bắt đầu ngày hôm nay là giãn cách một cách đặc biệt. Mỗi người chúng ta nhìn đến trách nhiệm của các vị lãnh đạo. Chúng ta cầu nguyện cho họ, những cái quy định, những cách làm của họ, mong rằng những mệnh lệnh đó, những cử hành đó, những việc làm đó, nó còn mang cái sự trách nhiệm với người khác. Nó không chỉ là những yếu tố cá nhân hay yếu tố chính trị hay phe nhóm, mà trên hết đó là trách nhiệm. Nhấn mạnh rằng những quyết định, những hành động giống như những người lãnh đạo trong Do Thái giáo, cách sống của họ ảnh hưởng tới người khác rất là nhiều, nhất là ơn cứu độ. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo, và chúng ta cũng ý thức cho mỗi chúng ta, cách mà chúng ta sống, cách chúng ta tuân theo lệnh, cách chúng ta làm ngày hôm nay, nó còn là một trách nhiệm về sự sống của người khác. Mỗi chúng ta ý thức điều đó để cầu nguyện cho nhau, để mong ước rằng mỗi người tự ý thức trách nhiệm của mình với sự sống của người nhà, với sự sống của người khác, với sự sống của thế giới, mà mỗi chúng ta biết cộng tác như thế nào, để rồi nhờ ơn của Chúa, giống như Chúa đến, Chúa nhắc cho những người lãnh đạo, Chúa đến, Chúa giúp cho những người dân bần cùng của Chúa năm xưa, thì hôm nay Chúa cũng đến với chúng ta, Chúa cũng đến với những người lãnh đạo. Nhưng mỗi chúng ta biết cộng tác ơn Chúa như thế nào, mỗi chúng ta ý thức được rằng Chúa đến, Chúa ban ơn, nhưng chúng ta đang có trách nhiệm gì với nhau. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để một vài gợi ý từ lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những hồng phúc Chúa vẫn đang ở bên cạnh mình, để vừa nhắc nhở, vừa sửa dạy, vừa ban ơn. Đồng thời Ngài cũng nhắc với chúng ta trách nhiệm cộng tác với ơn của Chúa như thế nào. Xin Chúa ban cách đặc biệt cho mỗi người chúng ta, cho Sài Gòn, nhất là trong những ngày này, để mỗi người chúng ta bằng sự cộng tác của mình, bằng trách nhiệm của mình, và nhất là trong ơn của Chúa, xin Chúa cứu giúp cho chúng ta, cứu giúp thế giới chúng ta trước đại dịch này.